bây giờ rồi. Ok, bây giờ thật sự Quang đến đây, Quang chạy vô tình đến một cái con sông đặc biệt của Bến Tre. Thì vô tình chạy qua con sông này thấy cây dừa. Thì cây dừa này nó ở giữa sông luôn mọi người, rất là đặc biệt luôn. Thì bây giờ mình sẽ dừng xe lại để mình chia sẻ cho mọi người biết về cái cây dừa bọc giữa sông là như thế nào nhé. Thôi giờ mình chạy xuống đó tí xíu đi, mình để xe ha. Ok, ok. Mọi biết không, thì Quang mới để cặp cái xe á lên cây cầu. Thì bây giờ vô tình anh em đi trên cái đường về Bến Tre thì phát hiện ở đây có một cái cây dừa nó nằm giữa sông. Thì không biết là cây dừa này nó đặc biệt như thế nào mà nó nằm giữa sông bởi cái đợt nước rất là mạnh như thế này mà nó không có xô ngã. Thì em thấy sao? Em thấy cực kỳ lạ luôn anh Châu ơi. Vậy hả? Dạ. Bây giờ anh em mình lên chở mình cho mọi người xem thử, tại cái dòng nước ở đây cực kỳ mạnh đó. Bây giờ mình lên cho anh mọi người thưởng thức chưa cây dừa mọc giữa sông là như thế nào và đặc biệt của Bến Tre. Ok, đi. Quá lạ luôn anh ơi. Bây giờ Quang sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem. Thì đó cũng là những cái thước phim vô tình mà Quang gặp được thôi, chứ không phải là nằm trong kế hoạch gì hết. Thì cũng là một cái điều khá là thú vị khi mà mọi người đến Bến Tre, mọi người đến dòng tre và cầu dòng tre đấy, nhìn kỹ được cái cây dừa cô đơn giữa sông như thế nào. Ok, đứng đây là giữa cầu nè. À, thì đây là cái con sông, gọi là cái sông dòng tre, nên nó chảy dài 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 xuống đó. Thì mình không biết đi đâu tại mình không có rành á cái địa lý của Bến Tre. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn xa xa đằng kia thì thấy có một cây dừa mọc giữa sông, thì cái nghi vấn là như thế nào? Thì theo anh á, có thể là trước đây ở bên bờ bên kia nó mọc cặp bên kia, và sau đó thì cái giống như là sạt lở em. Dạ. Nó tạt xuống và cuối cùng nó nằm ở đó. Theo em là như thế nào? Theo ý anh là như vậy thôi, còn không biết là chính xác phải như vậy không, chứ làm sao cây dừa này mà nó mọc giữa cái con sông vậy đó? Theo em mà nó lạ, nó sạt xuống như vậy thì nó chết, nó sẽ thúi. Ừ. Nó uống nước chứ nó đâu thể nào mà sẽ sống sừng sững giữa sông vậy. Em cũng chưa hiểu được nữa anh, sao quá lạ. Theo anh cũng nghĩ cũng có một cái trường hợp xảy ra là có khi nào mà cây dừa trên đây nè, nó gớt chai dừa xuống đó. Dạ. Yeah. Rồi sau đó thì nó giống như là nó mọc lên từ từ con sông xuống dưới thì nó thấp, rồi nước nó cạn, đúng không? Rồi sau đó thì nó mọc lên như vậy, cũng là một lý do. Cũng nhiều trường hợp xảy đúng ra không lắm. đúng không? Dạ dạ. Hiện giờ thì mình không biết là nước này là nước về chiều thì nó có lớn hay nó thấp, nhưng mà cái nước này thì Quang thấy cái đọt ở phía trên á, từ dưới mặt nước lên phía trên á khoảng 2 mét nha. Có 2 mét. 2 mét đúng không? Nhìn kỹ là có thể là 2 mét. Và đặc biệt là cái con sông này hai bên đây, mọi người thấy không, hai bên nó hàng dừa nó chạy dài xuống nhìn rất là đẹp luôn. Và giữa con sông thì lại có một cây dừa cô đơn như vậy. Thì đó cũng là một cái điều khá là lý thú khi mà trên đường mà chúng ta đi dạo bước của Bến Tre, tìm hiểu những điều đặc biệt của Bến Tre và gặp được cây dừa như thế này. Thì cảm xúc thì cũng khá là vui, kiểu giống như mình hào hứng có cái điều mới lạ thôi. Dạ. Chứ không phải là nó mang những cái nét gì tâm linh huyền bí đúng, hết. Đúng. Nó độc lạ. Em thấy nó có một cái sức sống nào đó rất là mãnh liệt anh ơi. Tại vì đứng giữa sông vậy mà nó vẫn tươi tốt, vẫn có trái rồi luôn. Anh thấy cũng có trái đó nha. Dạ dạ. Có mình trái. Thì mình không biết được là cây dừa này thì nó phải thành như thế nào ha. Đúng rồi, cho nên là mình không có xác định được là cái niên đại của nó bao nhiêu lâu nè. Dạ. Cái thứ hai là nó ở đó bao nhiêu lâu, rồi cái sức trường tồn khi mà cái lượng nước mà nó xoáy như vậy nè, mà dạ. Tại sao nó trường tồn đứng giữa cái con sông như thế này? Dạ. Đó cũng là những cái điều mà mình cũng thắc mắc đúng không? Có thể là một tí nữa anh em mình sẽ đi xung quanh ở đây, mình hỏi những cái người dân ở đây. Dạ dạ. Thử coi là cây dừa này nó như thế nào. Dạ. Chắc chắn người dân xung quanh sẽ biết được cây dừa này nó bao lâu nè, rồi đi sao nó có cây dừa này nè, và nó có cái niên đại á, nó giúp cho cái con sông này nó như thế nào mà nó mọc giữa đây, tức là cái lịch sử của nó. Cho nên anh nghĩ cũng khá là lý thú đúng không? Dạ dạ. Bây giờ thì mình đi xung quanh đi, mình coi thử có những cái điều gì lý thú. Ok. Thật sự á, bây giờ là 5 giờ chiều rồi, thì Quang sẽ còn ghé thăm một nhà của một chú nữa. Một tí nữa Quang sẽ chia sẻ với mọi người. Thì hiện tại đứng ở đây mà ngắm nhìn cây dừa này, thật sự Quang không còn cái gì để nói, mà không biết được là lý do tại sao cây dừa nằm giữa sông mà cái sức trường tồn vẫn như vậy theo năm tháng. Mình không biết được cái lịch sử nó như thế nào là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là có rất là nhiều cái nghi vấn là không biết cây dừa này có phải là cái trái dừa nó gớt xuống và nó sống hay không, hay là cái cây dừa này nó bị sạt lở, hay cũng là một cây dừa này có thể là nó
được cái người người ta một cái bàn tay nào đó vào một ban đêm tự nhiên nhào nặng cắm ở đó, thì cái đó là Quang nói giỡn thôi. Thì bây giờ Quang sẽ đi vào trong nhà của một người dân xung quanh ở đây để Quang hỏi thử coi thật sự là cây dừa tại sao nằm giữa sông này, để cho mọi người biết được và không còn cái sự nghi vấn nữa. Vậy ha. Em thôi bây giờ mình qua cái nhà này đi, con thấy cô có chị đứng trong kia, thôi giờ mình qua nhà đó để mình hỏi ha. Dạ, dạ. Ok. Vô vẹo vô đây cái. Không biết có chó không ta? Có, em thấy có một con chó mà đó. Không sao đâu, mình cứ bình thường đi ha. Dạ, mình dạ. Vô gặp chị ha. Ok. Ok. Chị ơi. Chị ơi cho em hỏi. Ok. Chị, em thấy cái cây dừa nó mọc giữa cái sông vậy là ngày trước tới giờ là nó có như vậy rồi hay là nó như thế nào em không biết được. À, này nó cách này chừng thấy chừng khoảng chừng một tháng mấy hay tháng gì vậy, cũng như cặp mé sông á, cặp mé vậy đó, thì nó lở xuống như vậy. Thì như là khi đó thì cái dừa đó có trước trên bờ rồi thì mấy ngày nay thì cái nước nó bị lở xuống, sau đó cái dừa nó dạt ra ngoài đó, xuống nó dạt ra giữa sông. Như vậy thì cái dừa nó dạt ra như vậy thì tới ngày hôm nay nó vẫn không ngã, nó vẫn đứng sững vậy, vẫn đứng vậy. Tại biết sao không, em có trên con đường em đi về Dòng Chơm, em đi về Bến Tre, sao có cái dừa nó cực kỳ đặc biệt, nó nằm giữa sông, nó nhau lên. Cái em mới chạy ra đây em hỏi những người dân xung quanh, thì em gặp chị. Thì nếu mà cây dừa nó như vậy thì hổng gài có ai thấy cái điều đó hay không, là chỉ có một số người phát hiện thôi. Thì cũng như mình đi ngang vậy, mình phát hiện, mình thấy vậy đó. Tức là những người dân ở đây thì đều cho biết là cây dừa đó có từ lâu rồi. Và khi mà nước thì nó tấp vô bờ vậy thì nó đã sạc và nó lỡ, nó nằm chân giữa. Chứ không phải là nó từ nó mọc từ dưới nó đột lên. Không. Từ trên bờ nó như đất nó lở. Tức là em tưởng là từ 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 vậy đó. Em tưởng có cái giống dừa nào mọc mà dừa mọc đâu trên cạn mà dưới sông mọc ngược lên chứ. Chứ mà có gì có em nghĩ có cái loại dừa nào mà nó giống như cái trái nó ở ngoài nè, nó gớt rồi nó thấm dưới cái nước cạn, cái đó từ từ nó mọc lên. Em cứ tưởng gì không á? Không, ở trên cặp mé sông từ từ nó lở á, đất nó lở cái nó sạc cái đó luôn. Sạc, như nó sạc nguyên cái miếng nó trôi ra đó. Em hiểu rồi. Tức là đó là cái lý do mà cây dừa mọc giữa cái con sông này là như vậy. Cái sông này gọi là sông Dòng Tre. Sông Dòng Tre, cầu Dòng Tre. Cầu Tre Quả. Kia Dòng Tre Quả. Ok, thì bây giờ em sẽ đi qua bên kia, em coi kỹ là coi nó như thế nào. Em cảm ơn chị nhiều nha. Chị tên gì? Phượng. Chị Phượng. Rồi, cảm ơn chị Phượng nhiều nha. Rồi. Bây giờ thì cũng 5 giờ chiều, cho nên là Quang xin phép mọi người để Quang tạm biệt mọi người để đi một cái địa điểm tiếp theo nữa. Thì đến đây là những cái thước phim cực kỳ chân thực trên cái đoạn đường Quang đến một con sông của Bến Tre. Đây là những cái điều mà Quang nghĩ cũng hay hay, nhỏ nhỏ gửi đến mọi người để cho mọi người có thêm những cái thông tin rất là lý thú sau những cái ngày làm việc mệt mỏi, để có những cái điều độc lạ của miền Tây sông nước. Bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ sau. Nhưng mà phải đăng ký kênh nè, nhấn thêm chuông để Quang có động lực và cái hành trình đi tiếp theo nó hay hơn nữa. Bây giờ thì bye bye mọi người nha.